Bây giờ đang là 4 giờ sáng, đến nơi tập kết giờ là 4 giờ sáng, trời đang mưa rất là to mọi người ạ. Đi vào trong rừng luôn, đi xuyên đêm luôn mọi người ạ, 4-5 giờ sáng vẫn cứ đi, trời tối bắt đầu đang lờ mờ sáng. Các bạn người Philippines ở bên này cũng cực kỳ thân thiện luôn mọi người ạ. Các bạn cũng lần đầu tiên gặp đấy ạ. Có nghĩa là cái tour này bọn em đặt tour rồi mình đi thì người ta ghép đoàn thôi. Ghép đoàn rồi đi đấy. Nên là nói chung ở bên này ấy, mọi người cứ biết tiếng Anh đủ để giao tiếp thì đi đâu cũng được luôn. Không cần phải biết tiếng Tagalog của người ta ở bên này, nhưng mà mình chỉ cần biết tiếng Anh thôi. Với cái trình độ khả năng giao tiếp tiếng Anh xem nó như kiểu Kiều Long như này, đã đi được khắp cả bên Philippines này luôn, nên không cần phải ngại gì nha mọi người nha. Đến đây rồi cứ tự nhiên thôi, cứ mạnh dạn lên là đi. Đường trời mưa nên hôm nay trơn trượt lắm, mấy anh em đi đều vô ích hết. Đi ra chỗ đá này này. Ok. Đi. Người đầu tiên đi. Nói chung là để lên đến đỉnh và được ngắm cái phong cảnh đẹp ấy thì phải trải qua rất là nhiều gian nan mọi người nha. Nói một chút về cái tour này. Tour này thì cách cái chỗ ở của Cửu Long đang ở hiện nay là khoảng 80 cây số. Khoảng 80 cây số mọi người ạ. 2 tiếng đi xe. Khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe mới đến nơi. Ngọn núi này thì nó cũng không gọi là cao lắm. Nào xem có ai vô không nha. Quay nó bộ không à? Phải có tẩy không à? Hello mọi người. Minu khóc rồi, Minu muốn về nhà rồi. Bây giờ không về được đâu em ơi. Chúng ta Minu về nữa. Đi cho về một mình. Đi. Đấy rồi, em mệt lắm rồi. À, anh cắt đồ. Đi đi. Để lâu chơi chân này. Ngoài không đứng lâu được đâu. Đứng. Ủa, đi rồi đi đây. Đi vào cái vết đằng trước đấy. Đấy đá bên đây đây. Mới đổ dốc này, sắp bên đây rồi. Cố lên. Anh cấp nhỉ. Nhưng mà cái tour này thì là tour của người Phi, người ta tổ chức ra ngày thường của dân trên mạng nhiều lắm. Mình chỉ cần đủ giao tiếp là mình có thể đi được mọi người nha. Chỉ là cái đường đi nó hơi vất vả một chút, ví dụ mình đã phải tập kết lúc 2 giờ đêm mình đã phải đi đến điểm tập kết để lên xe, rồi xe người ta sẽ chở mình đến địa điểm để tổ chức tour, thì là đến nơi thì là khoảng 4 giờ sáng. Có cây bán rồi. Giá vé thì chỉ khoảng 500k tiền Việt Nam mình thôi. Nhưng mà nếu như mà để mà mua rồi, có cái tour cũng easy như này luôn. Quên chưa đeo. Người Việt Nam người ta ở bên này người ta tổ chức ý, thì giá nó sẽ gấp khoảng thêm 6 lần nữa lên. Gấp thêm 6 lần nữa lên mùa hình nha. Tour sẽ có bao gồm là xe đưa đón từ điểm tập kết, rồi có thêm 3 người dẫn đoàn, 3 tour guide ạ. Mệt lắm. Thở ra tiếng châu rồi.
Tẹo nữa quay về mới là gian nan này. Ra rồi. Ở trong nước không leo núi. Mò sang tận Philippines để leo núi. Ok. Một người dẫn đoàn đi đầu, một người ở giữa và một người cuối. Ba người này người ta sẽ phụ trách vừa đi vừa giới thiệu, chụp ảnh, chụp hình cho mình này. Rồi hỗ trợ thêm, ví dụ như kiểu mình có ba lô đồ ấy thì người ta sẽ hỗ trợ, là người ta khuôn vác hộ mình. Nhưng mà mấy anh em hôm nay đều không có đồ gì nặng nên là không cần thôi, chứ không đẹp được. Ba người hướng dẫn viên ở đây người ta cực kỳ nhiệt tình luôn mọi người nha. Ai không đi được người ta dìu dắt luôn. Hay là ai có vấn đề gì trượt ngã là người ta cũng ngay lập tức lao vào để đỡ luôn. Rất là nhanh. Bình Minh ơi dậy chưa? Được người ta biết. Tour thì người ta sẽ tổ chức cái ví dụ cái tour leo núi này, người ta sẽ tổ chức cho mình với cái giá vé như này ấy, người ta sẽ phục vụ mình từ sáng luôn. Đi theo mình từ sáng là 4 giờ sáng cho đến xem nào, kết thúc. Như cái chương trình ngày hôm nay của Kiều Long đi là sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. 10 tiếng đồng hồ người ta đi theo mình luôn. Mệt cực kỳ luôn mọi người. Lâu ngày không vận động đi, chỉ muốn về thôi, chỉ muốn bỏ cuộc về đây, nhưng mà người đến người ta đi được, mình cũng phải đi được chứ. Đây có thang lên đỉnh rồi. Người ta bắt thang đàng hoàng. Lên cái đỉnh này. Đỉnh này hơi nguy hiểm đấy. Rồi đến cái đoạn này thì mọi người cùng đứng đây chụp chung một tấm hình, chụp chung một vài tấm hình xong chuẩn bị để leo tiếp. Đây cái đoạn này là đoạn nguy hiểm và gian nan nhất đấy. Các anh dẫn đoàn anh lên trước để hướng dẫn. Vì là ngày hôm nay trời mưa nhưng mà trời cũng thương, trời cũng độ. Còn nhóm của Kiều Long đi thì là được nửa đường. Khi mà leo núi bắt đầu trời tờ mờ sáng khoảng 5 giờ sáng ấy thì là bắt đầu trời nó ngớt mưa rồi. Trời ngớt mưa và không còn mưa nữa, nhưng mà độ ẩm của nó thì vẫn còn nhiều bởi vì mưa cả đêm rồi. Đường vẫn rất là trơn. Chỉ là không bị ướt người nữa thôi. Nên cũng rất là may mắn. Đây, cái thang người ta làm để leo lên cái vách núi cao này cũng nhìn cũng ghê lắm, cũng không được gọi là an toàn lắm đâu. Nhưng mà đủ để dùng ạ, bởi vì người ta cũng đã phục vụ rất là nhiều người liên tục ở đây rồi. Thì mình cứ đi theo đoàn thôi.
trèo chỗ này nguy hiểm. Anh kia đây còn chỗ nào để cái u không? Em muốn hai tay em nó được an toàn. Nơi đấy, nơi đấy em tí xuống đấy. Cái tôi lên mà. Cứ để bên này kìa. Đó. Bỏ hai focus, focus. I take it slow. My turn. Okay. Yes. Come on. One, two steps, three steps, four steps. Minu, let's go. Let's go, come on. Không nguy hiểm nha. Ok, bám dây đi đấy. Này, họ lên được, mình lên được. Dạ, cái này quá đơn giản, có gì đâu mà. Người ta kéo cao hết sợ chứ, cái này có gì. Yes. Lên Minu. Ôi, bọn tắm đấy. Leo thôi. I also hike the Mount Daraitan. Rồi leo lên đến đây, bắt đầu leo lên đây mình sẽ dừng nghỉ một chút bởi vì cái đoạn thang này sẽ phải từng người lên một chứ không thể cùng nhau 3-4 người bám đuôi nhau lên liên tục được mọi người nhé. Thang nó sẽ yếu không chịu được, nhưng từng người một lên sẽ an toàn hơn. Đi theo sự hướng dẫn của người dẫn đoàn. Lên kia như cái cổng tò mò nhỉ? Yeah. Để cái góc này này, cái này mục rồi. Ok nào. Thì nó đang tắt. Để cáo mà muộn. Lên lên cao này, thấy hết này. Tí nó lên cao thấy hết. Ok, lên đi. À chưa? Okay. Okay. Okay.
Wow. Sợ rồi và cuối cùng thì cũng đã lên đến đỉnh nha mọi người ơi. Ngày hôm nay coi như đến đây là đã chinh phục thành công cái đỉnh núi này rồi. Lên đến đỉnh cao này rồi mới ngắm nhìn xa xa thì mới thấy được cái phong cảnh rất là tuyệt vời luôn. Mày đẹp quá. Minu, một tấm. Picture muốn là tay em không? Picture bao nhiêu giờ? Tranh thủ sống ảo một chút. Ok. Ok, thank you. Cái lúc mà ta lên đây là muộn mất một tí. Lên sớm một lúc. Bây giờ bắt đầu mù. Đợi tí lên lại. Bên đây đang tối quá đây. Đến đây mình còn muội có đuôi thì. Có chứ. Mon bakit dyan ka pa? Dito. Oh here. Sige, tuloy mo na ma'am. Nangangit eh, meron nangingit. May isa? Mày kia, cảm giác như kiểu có cả cầu kìa nhỉ? Cầu à, đường ấy. Đường. Kéo được, kéo đường điên luôn. Ý ấy nở mộ. Chuyện mong ako mi dito ma'am. Hindi na makababa, hindi na makaakyat. Dito na lang titira. Đấy, Cửu Long cũng ra. Chào mọi người nha. Đây, cái đây chính là nhìn lại này. Cái đường vừa rồi leo lên này, nhìn ghê quá. Đấy, vẫn còn lên một đỉnh nữa và sẽ có một người phụ trách ở bên kia. Người ta sẽ chụp lại hình lưu niệm cho mọi người ạ. Hôm nay quên mất là không dặn bên kia người ta quay cho mình một đoạn clip để up lên, nối vào đây sẽ up lên cho mọi người sẽ nhìn thấy cái khung cảnh bên này đẹp như nào. Đấy, cùng ngắm như cái màn sương nó bốc lên này. Đấy, lên đến đỉnh rồi, qua trải qua bao nhiêu gian nan thử thách rồi thì sẽ cùng ngắm cái phong cảnh đẹp nha mọi người nha. Ngồi đây ngắm khoảng 30 phút rồi sẽ đi xuống ạ. Đấy, những cái làn mây nó chảy qua những dãy núi này, xa xa rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay trời không có nắng. Nếu mà còn nắng thì còn đẹp nữa luôn. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Rồi, sau khi nghỉ ngơi xong thì bắt đầu đi xuống lên mọi người ơi. Đây là đường đi xuống này. Đứng cái xuống cho nó mưa lại đấy. Một kinh nghiệm là khi mà đi leo những cái núi mà núi đá thì mọi người, hoặc là đi vào trong rừng cũng vậy, nên kiếm thêm một đôi găng tay đi là rất là có lợi nha mọi người nha. Bởi vì khi mà mình đi ấy, đây, ví dụ đá này thì mình không nói rồi, nhưng mà kể cả ở cái đường đồi khác nên đeo găng tay, bởi vì khi mình có trượt hay là mình có cần bám vào những cái cây cỏ gì ven đường, nó cũng sẽ tránh được cái trường hợp là va chạm rồi xước sát tay, hoặc là bám vào những cái cây có gai hay các thứ. Nên là
khá là ok, có thêm một đôi găng tay là nó tăng thêm rất là nhiều công lực luôn đấy mọi người nhá. Găng tay của nhện luôn đấy, bám dính lắm. Đoàn hôm nay bọn em có 4 anh em thì 4 người ở 4 nơi, và toàn là những người chưa từng có kinh nghiệm leo núi. Hôm nay lần đầu tiên leo núi luôn. Kiều Long thì sinh ra từ nhỏ, sinh ra ở quê Hà Giang, cũng là một miền núi đá như này luôn. Nên là trong trường hợp này đối với Kiều Long thì nó cũng chỉ là bình thường thôi. Để mọi người xem Kiều Long trình diễn nha. Đi bình thường thôi. Nhìn cái đoạn này rất là trơn này. Trơn lắm. Đấy, các anh dẫn đoàn rất là nhiệt tình, một người ở trên, người ở dưới. Luôn luôn có người hướng dẫn mình luôn. Chỉ từng nơi có thể đặt chân vào được, mình chỉ việc đặt chân vào thôi, rồi bám rồi xuống. Con đàn này trơn nhỉ? Đàn này trơn ghê. Đoạn này là thua hết cái gọi là giáp tổ ong. Các loại giày này thua hết giáp tổ ong. Trơn như này. Đẹp quá. Ra có gì đâu, về sổ nước cái này bắt đầu nó chỉ có một màu nó thôi. Không, ý là phòng ngừa lại rủ đi leo núi. Tay của tôi nó sẽ đồ bóng kém hơn. Ừ, này là trơn hơn. Rồi tôi còn có tí gai. Nhờ gai với cái loại này thì bằng thừa. Từ từ, từng người một. Ini pakai yuk nana. Yuk.
Ok. Từ đâu đi? Từ đâu kiểu tập hiếu á, từ đâu đi? Mai nó vào mốt. Có cần uống nước không? Về đến trạm dừng nghỉ đó hả? Nằm một hơi xong. Bye bye. Tiếp tục mà. Tiếp tục. À cái này đi. Trên đường đi về thì là anh em nào cũng có vồ quả ếch mọi người ạ. Mỗi người đều bắt được một vài con ếch để đem về. Yeah, một thanh niên còn vác một đống ấy củi xuống núi. Đỉnh chưa? Em có bệnh không? Hả? Em có bệnh không? Có. Bệnh như thằng em. Hả? Em bệnh như thằng này không? Trần Lan à? Hả? À, không. Sạch hơn. Xì sông. Minu. You're shaking, guys. Saw that. Oh, no. Take it slow. You're shaking. Go. Đi. Dư lời mày. Mỏi rồi. Sang hết bên trái đi, vào hết cỏ đi. Oh my gosh.
một sức. Ok. Đi hết vào cỏ rồi, ok. Đấy, đi hết vào cỏ, bám chỉ cần bám được một tí thôi là nó khác hẳn. Hindi pa ako napapahiya na itong sandals ko. I think he's not okay. What's his name? Ducky. The one who fall? Ducky. Huh? Ducky. Ducky? Yeah. Ducky, are you okay? Ducky! Are you okay? I have a wet tissue there. Look at you. Đi hết vào bên này. Bên trái đi. Sụp thẳng vào cây chuối. Đừng sang bên đấy, sang bên đấy là tèo đấy. Bên này này. Bên này này. Không đến đấy, không đi ra hết hẳn cỏ đi. Ducky! Ducky, you okay? Đi lên cỏ. Đứng trước đấy trơn nha. Nhưng mà nó hơi trơn đấy. Đi vào cỏ đi, bám vào. Thanh niên thủ đô lần đầu leo núi. Ok, được. Tuyệt vời. Đi hết sang bên trái đi. Bad boy. Nó còn dốc đấy. Khi nào phải đến cái chỗ mấy cây ổi ấy mới hết mà. Oh
Đây, ở đây ở trong quê thì người dân ở đây cũng có chặt nứa này về để bán mọi người. Đây là điểm tập kết, cũng bó thành từng bó này để bán này. Cũng giống ở Việt Nam mình thôi. À, đặc biệt là cái thằng xe ba bánh ở đây là rất là nhiều nhá. Cửa hàng tạp hóa. Gà rừng, gà rừng. Quá là bẩn như này, xuống đây rửa chân. Mọi người nhìn này, quần áo quần áo giày dép thành bùn hết luôn. Cho nên rửa qua tẹo nữa sẽ có nhà tắm luôn ạ. Sẽ có nơi để tắm rửa. Rồi tiếp tục. Tiếp tục hành trình là lại đi xuống thác mọi người nhà. Vừa rồi là lên rừng rồi, bây giờ xuống thác nước. Và bởi vì mưa cả đêm nên là ngày hôm nay nước suối cũng không được trong xanh lắm. Vẫn cứ đi ngắm thác thôi, không xác định là tắm được. Rồi cuối cùng cũng ra đến thác nước ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay thời tiết không được đẹp lắm. Thác nước cũng không nước cũng không trong. Mời mọi người cùng ngắm thác nước nha. Rồi sau khi ngắm thác nước xong, chụp ảnh kỷ niệm rồi cả đoàn lại quay về thôi mọi người ơi. Từ Minh ơi. Advancer. Wait. Wait.
Wait for me. Đang thể hiện mấy chim ấy. Anh em đi leo núi, úi giời. Ông được. Có cả ông kìa. Ừ anh ơi. Ông mật đi. Được, 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 được. Có con sâu gióng. Ừ anh chị nhá. Con sức chơi. Có để đợi mức đúng. Cận cảnh. Cận cảnh. Các chị em đi xuống nhá. Con này bắt đầu vòng ngang lên vách núi luôn. Giống như ở vòng ngang cái cổ này. Mình nãy đi lên ở bên trái, bây giờ đi bên phải không được phải sao? You win. I conquer Mount Bottom Rock. Yeah. Win 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 win. Còn một hồi chuẩn bị lên này hay lắm. Wow, đây, nó lại đẹp rồi. À, the group. Ui. Yeah. No, no. Xem, xem. Bạn này là bạn sợ độ cao này, lúc đấy thế mà vẫn dám lên đỉnh để chụp ảnh nha. Ba cái chiếc xe con nhỏ nó. Cái nào mình. Không có ba tao bao huế. Ở lý động sớm mà vẫn đi. Lý vẫn máu ấy. Chết rồi, đi sao? Đi ra trợ giúp đi. Ra hứng đi, Minu. Chị. Nhanh. Ok. Có khi. Ừ. Vừa rồi mà ở trái tim mà nó vào như này thì đẹp quá. Xuống đây rồi nó vào. Ok. Not ok. Not ok. It's ok to not be ok. Và hành trình leo núi ngày hôm nay của Kiều Long xin tạm dừng tại đây nha. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.